Sau đây là một cái bản freestyle mà mình sẽ mở được cái type beat này cũng khá là chiến, và mình sẽ hát freestyle cũng chưa hát bao giờ dựa trên cái bài viết của mình đã đăng vào ngày 25 tháng 7. So let's go. Mình không biết nó sẽ như thế nào nên chỉ hy vọng là mọi người xin chỗ đó nhé. Let's go. 1, 2, 3, người ngoài cuộc nhìn vào hay kêu mình red flag, red flag, red flag. Người ngoài cuộc nhìn vào hay kêu mình red flag, red flag, red flag. Người ngoài cũng nhìn vào hay kêu là tao red flag. Vậy nên họ có thể liên tục bảo những người thích tao là ngu ngốc và phí thời gian á. Thì cũng đúng, vì tao là con người không dễ nhìn bề ngoài mà đánh giá. Thế thì người nào nhìn được tao lại sẽ có được câu trả lời. Người trong cuộc còn không hiểu tao thì người ngoài cuộc thì không có tư cách phán xét. Còn người không đủ quyết tâm và kiên định thì nên tìm một cô nàng mà ai cũng bảo là kèo ngon phết. Còn người bỏ hay suy mà lại không kiên định thì dù có cố chứng minh 100 lần thì cũng chẳng thể đáng tin. Mình lại ghét nhất những kẻ không hiểu chuyện lại thích tỏ vẻ hiểu chuyện. Tao lại kiểu người ghét nhất lời ra tiếng vào. Hồi xưa tới giờ đã vậy, trời với tao đều bị bạn bè nhỏ đó sao mà cho hay được vậy. Từ đó cũng nhiều mối quan hệ ra đi vì những lời chỉ như tao không đáng để chơi hay gì đó. Vì lý do gì cũng được, thay vì tin vào bản thân là bị đúng la bởi người khác đó, thì liệu có thể có thứ mà không ai có được? Tất nhiên là không. Vì thứ không bình thường là không bao giờ có được bởi cách bình thường. Thứ không bình thường không bao giờ có được bởi cách bình thường. Thứ không bình thường không bao giờ có được bởi cách bình thường. Thì chắc là mình không cùng tần số à. Trước giờ tao không suy nhìn tao cây à. Vì cây nên tao thề sẽ là nỗi hối tiếc lớn nhất cuộc đời của những người trời bỏ mình. Tao cũng sẽ làm điều đó và trở nên tốt hơn và xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Không phải hoa dại vỉa hè rồi sẽ nở trong khu vườn dành cho riêng nó, và xứng đáng với người đã chăm sóc nó đến cùng. Mà không phải để ngắm khi nó đẹp nhất, mà phải vì muốn nó đẹp nhất nên đã hết lòng chăm sóc. Không phải vậy sao? Nếu không hiểu được điều đó thì đừng có nói yêu và thương ai đó. Nhiều khi người nói là tao bị điên, ở đất ghế thần kinh cảm động. Nhưng không, cảm động không phải yêu và thương, vì tôi rất xem nặng tình cảm. Theo quan thứ không phải vì thiếu thốn cảm giác được yêu mà đi tìm sự chữa lành à. Nên từ trước đến giờ tao không có ý nghĩ thì kiếm hay tuyển bạn trai, bởi vì tao không quan tâm vị trí. Chỉ cần người là khi tao muốn ở bên cạnh thì tao sẽ tự động ở cạnh. Người làm tao muốn quan tâm sẽ tự giác quan tâm, chẳng cần quy chuẩn những điều sẽ làm khi có người yêu nè. Chỉ cần người làm mình yêu là người đó, thì có làm gì cũng sẽ tự nhiên nó sẽ tới. Còn không á thì mọi thứ chỉ là vô nghĩa. Yeah.